tuyến metro số 1 thành nơi đổ rác, vẽ bậy tràn lan. Đầu tháng 6, nhân viên nhà thầu phát hiện ít nhất 2 đoàn tàu metro số 1 bị bôi bẩn. Phần thân và đầu toa tàu bị sơn nhiều màu, hình vẽ ngoạch ngoạc. Đây là lần đầu tàu bị vẽ bẩn kể từ khi toa đầu tiên đưa về thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 10 năm 2020. Sau đó vài ngày, vết vẽ bậy trên thân 2 toa metro được đơn vị quản lý che lại bằng băng keo. Các bên liên quan đang tìm phương án tẩy rửa vết sơn để không làm ảnh hưởng chất lượng và mỹ quan các toa này. Ngoài toa tàu bị vẽ bẩn, suốt tuyến metro số 1 đoạn chạy trên cao có nhiều chỗ cũng bị làm bẩn, xả rác, vẽ bậy tràn lan. Tại ngã tư Bình Thái, thành phố Thủ Đức, khoảng đất trống dưới các trụ metro trở thành nơi đổ rác thải từ lâu. Tôi thấy cứ lâu lâu lại có người đến vẽ bậy và dán quảng cáo lên các trụ metro. Tình trạng này diễn ra nhiều năm nay, từ khi tuyến trên cao này thành hình rồi, anh Phước, người dân tại phường Thảo Điền nói. Theo Nghị định 144, hành vi phun sơn, viết, vẽ, lên tường, cột điện hoặc các vị trí tại khu vực dân cư, nơi công cộng, các công trình mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng. Người hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức có thể bị phạt tiền 3-5 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi viết, vẽ bậy lên tường, công trình có thể cấu thành tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại Điều 178 Bộ Luật Hình Sự. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!